Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Sau những vu yêu này, bây giờ lại lẽ tránh chúng ta. Không phải là lẽ, mà chúng ta đã lấy được lời chúc phúc của cây lời thề, nhận được sự tôn trọng của vũ yêu. Vì thế bọn chúng cũng sẽ không chủ động công kích chúng ta nữa. Ơi, vậy sau này đi vào Bạch Lĩnh có thể thoải mái hơn nhiều rồi. Cậu ở bên này chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ thuận lợi hơn. Chỉ hy vọng vị trí của Vũ Hoàng cuối cùng sẽ không rơi vào trong tay của Ngân Sắc Khung Chủ. Nếu không sau này sẽ rất là bận rộn. Apat, cô sao vậy? Mọi người đi trước đi, tôi sẽ đi theo. Tôi sẽ đi theo sau cô. Này, cô đi đâu vậy? Sao thế? Mọi người cứ đi trước, tôi đi theo cô ta, lát nữa sẽ quay lại. Cút ra một chút, đừng cản trở. Thì ra là như vậy, ngươi vẫn luôn ở đây đợi hắn. Nhưng chúng ta qua vân giới thiên tầng rồi. Người mà cô đợi sẽ không ở phía trên đó. Cô đến để tìm con phần ô kia sao? Nó vẫn không thể nào vượt qua được sao? Apat, có phải là cô biết chuyện gì hay không? Tôi không biết gì hết. Bỏ đi, nếu như cô đã không muốn nói, tôi cũng không hỏi thêm. Đợi tới khi lúc nào cô muốn nói thì hãy tìm tôi. Trấn nhỏ ở dưới Bạch Lĩnh. Cá trạch nhỏ hấp thu xong sức mạnh của đồ đằng hưu thần thì sẽ thăng cấp. Có sự hỗ trợ của nó, mình cũng có thể xung phá lên tường lũy siêu dài. Nhưng mà thăng hệ nào trước đây, hay là lôi hệ nhỉ? Cá trạch. Trưởng quan, lầu 4 đường số 3 bị cháy rồi, thế lửa quá mạnh, căn bản là không khống chế được nữa. Lầu 4 đường số 3, đó không phải là nơi mà anh Phàm đang ở hay sao? Chúng ta nhanh qua đó cứu viện ngay. Anh Phàm, đây nè, anh không sao chứ? Tôi không sao, chỉ là đốt cháy căn phòng này rồi. Vừa nãy đột phá lôi hệ vẫn chưa ổn định. Thất thủ lên nổ mất điện áp, lên mới gây ra hỏa hoạn. Không sao, người không sao thì tốt rồi. Ủa anh Phàm, nói như vậy, anh đây là pháp sư siêu giai rồi sao? Siêu giai rồi. Lợi hại thật, vậy bây giờ có phải anh còn có thể thức tỉnh được hai hệ đúng không? Đúng vậy. Hệ lời nguyền, hệ thực vật, hệ quang, hình như cũng không tệ. Đợi tôi suy nghĩ một chút, bây giờ mình có thể dùng 8 hệ rồi. Làm thế nào để phối hợp thành một tổ hợp là một vấn đề. Apat, tôi đến siêu giai rồi. Sức mạnh áp chế khế ước của cô có mở ra chút nào hay không? Ủa, cô đang nhìn cái gì vậy? Ở đó có gì đẹp đâu. Hồn phách của con, phần nô kia đã bị bắt đi rồi, nhưng mà tôi không làm gì được hết. Hồn phách bị bắt đi rồi sao? Là do ai? Không biết, nhưng trong hồn phách của con phần nô đó có ấn ký tinh thần của tôi. Chỉ cần sau này gặp lại, tôi nhất định có thể nhận ra.